Là vô rừng nha các bạn. Thế mày nghĩ sao? Cây này khó hái. Ui. Nghe được chứ. Sao? Hả? Hái không? Không biết được. Đỉnh ý. Quả nào nó đỉnh ý. Mùa này thoái ít này. Mùa trước nó xu xê đời luôn ý. Mùa này vẫn còn măng nhiều này. Dạ. Hello, xin chào cả anh em. Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay thì anh em mình đi lên núi các bạn ạ. Và hôm nay thì mình đi lên rừng tầm mùa hè, không biết là hoa quạ đây này có nhiều hay không. Nhưng mình đã đi vừa vào đây thì có mấy cũng mơ các bạn ạ. Và bây giờ anh em mình cùng đi lên núi xem thử có hoa quạ gì nhé. Thì mình nghĩ mùa này hình như quạ bi hoa cũng như là quạ cho tầm trên núi rất chi là nhiều. Có quạ gì không? Quả trời. Quả dâu, dâu luôn này. Dâu luôn mà dâu. Dâu này gọi là dâu rừng, ở Nhật gọi là dâu rừng. Đấy, hôm nọ ở trên rừng có cái quả như này này. Đấy các bạn này. Nó bé tí tí á. Quả dâu rừng luôn ấy, rất chi là ngon. Quả này thì chắc mình thử ăn xem thử như nào. Anh này em ăn thử. Anh. Cho em quả nhỏ. Quả rồi. Quả rất to các bạn ơi, nhìn này. Ơ ngọt lắm anh ạ. Ngọt đúng không? Có chỗ này cũng nhiều các bạn ơi. Wow. Nhưng mà nó bình á. Đây này. Nhưng nó bé hơn các bạn ạ. Kiến, toàn kiến thôi. Đây các bạn. Kiến quá nó chả chịu kiến. Đây này. Wow, rất là ngon. Đây là nhiều nữa các bạn này. Ngọt. Đây này anh. Anh công nhận. Hái kìa. Anh hái. Kiến rất chi là hái sâu. Kìa. Để sâu vừa rồi bạn ơi. Ui chết mẹ. Trong mùa này thì quả dâu rừng rất là nhiều các bạn ạ. Đây các bạn này. Quả này nó chín rồi, nó chín nó mọng rồi. Wow. Thôi, đi thôi, chơi như một kiến này. Kiến nó ăn. Kiến nó đây. Quả đó đầu bay. Đây đúng quả dâu rừng đây gì nữa. Đây này, đây quả dâu rừng nữa các bạn này. Hôm nay thì có trận là bốn chị em đi lên ăn hoa quả chính các bạn ạ. Nhưng mình rút đi lâu núi ấy. Đây các bạn này. Rất nhiều các bạn ở đây. Đấy, các bạn thấy chưa? Đây này. Đấy. Ừ. Đây là dâu rừng các bạn nhé. Các bạn thấy chưa? Đây này. Rất là nhiều các bạn ạ. Ừ. Ok, mình cùng đi lên kia luôn nhé. Đây là có mấy quả này hiền đấy. À, đây. Ờ, đây này. Quả nghe kìa. Ở đây quả quả nhìn ngon này. Sâu sâu tay ấy. Mồm mày. Đâu tát chứ mày. Đây. Đâu sâu gì? Đây không sâu gì. Nhưng con nào ngoài đâu. Thì đừng có quả ăn ngon. Đừng cao có nữa không? Quả cây bên kia sai hơn. Bùa bên kia kìa, bên kia có mấy quả chín kìa. Mình không biết trèo bạn đấy. Không phải mà con ai. Mà con bò. Cái tao đây chả mà con bò mà. Bò khó trèo. Thế mày nghĩ sao? Cây này khó hái. Ui. Nghe được chứ. Sao? Hả? Hái không? Không biết được. Đỉnh ý. Quả nào nó đỉnh ý. Mùa này thoái ít này. Mùa trước nó xu xê đời luôn ý. Đây còn mùa trước rồi mẹ. Một năm có một mùa thôi chứ. Thì năm ngoái đây. Thì mùa trước này, thôi, ngoái thôi, cái này có một mùa. Quả nó xanh này. Đây này cao lắm. Đéo thấy thằng ấy. Trèo đỉnh ấy. Sợ
Mình không ăn đâu. Mình ăn mình tèo ngay. Nhiều nhiều quả tím hả? Quả nào? Hả? Bên này đúng không? Ờ. Bên kia kìa. Bố. Đây này, cái cành này cũng có này. Cành này cũng có này. Cành này này. Sơn ơi, cành này này. Mày có quay không đấy? Tôi thấy nó đỏ đỏ đấy. Quay không? Đấy, cành này này. Đấy, cành này. Mời các bạn nhé. Hả? Quà rồi, ngọt. Bỏ đây, bỏ đây. Đây này, có hai quả. Đây có quả dâu. Thấy chưa? Đây này có hái. Có hái hái gần hết cây, bảo có hái. Cái cây này mà cái cây như bên đường. Đây quả quả này. Cái này có không? Đây. Đây này. Đây nhiều các bạn ạ. Đây. Coi đồ ngắn ngắn ấy, bẻ ngắn ngắn thôi. Bạn này, chú rõ bạn này. Loại này mà đưa về xào lên mà dằm chua ngọt ăn cực ngon, cực tuyệt vời luôn này. Bật tí luôn. Nào cũng coi to luôn các bạn này, này nhìn này. Rất to luôn các bạn ạ. Đấy. Và hiện tại mình đang leo lên tầm nửa núi các bạn ơi. Đây là hiện tại mình đang đi cuối cùng các bạn ạ. Nói chung là rất là mệt luôn. Đấy, hôm nay trời nắng rất là đẹp. Thời tiết hôm nay rất là đẹp luôn đấy. Thì hiện tại mình gần tới đỉnh rồi. Chị ơi, quả quả gì này? Quả gì ấy? Bạn biết quả quả gì không? Này. Biết quả quả gì ta? Rất là nhiều luôn các bạn ạ. Đây này. Ok, mình cùng đi lên kia các bạn nhé. Hôm nay thì mình sẽ leo lên tít đỉnh luôn các bạn ạ. Rất là mệt các bạn ạ. Thì trên này có con dâu, thì dâu rất nhiều các bạn ơi. Anh yêu ơi, đi thôi. Trời ơi. Lên này không được đói các bạn ạ. Đây kia thành phố của mình kìa. Ok, bây giờ mình sẽ đi tiếp nhé. Đây này. Oh, mệt. Ủa, cây đấy nhỉ. Hả? Cái bé đấy nhỉ. Mới to thôi. Quả bé quá. Dưới kia quả to lúc nào về mà hái. Ngọt các bạn ạ. Quả này mình nó quả to. Dưới kia có quả to cơ. Thấm.
Nhanh bạn ơi. Rồi leo lên đỉnh rồi các bạn ơi. Ở đây có chú rừng luôn các bạn này. Nói chung ăn lấy sức các bạn ạ. Được các bạn. Đây có quả nữa. Mời các bạn nhé. Wow, ngọt các bạn ạ. Vâng, mồ hôi ra các bạn ơi. Rất là mệt các bạn ạ. Wow, nóng các bạn ạ. Đỡ nóng quá. Không có chiều cấp để mình vào mày còn muộn nhiều bạn. Đấy. Trong này muỗi rất nhiều các bạn đây. Nói chung trở về thời nguyên thủy thì mình trong này mình sợ rắn các bạn ạ. Rắn mình nghi trong này rất là nhiều luôn đấy. Ồ thấy các bạn ạ. Coi rất to luôn các bạn ơi. Thấy chưa? Coi này ôm vào tay không được, không kịp luôn. Không nên có quả gì ăn được các bạn ạ. Không có gì ăn được luôn ý. Đây này. Nồi khe núi khe suối luôn các bạn ạ. Wow, coi rất là to. Coi to các bạn ơi. Wow. Hai người ôm cũng hết luôn. Đó, coi to luôn các bạn ơi. Wow, trời. Bên này có đường chéo, bên kia có đường vượt, đẹp luôn. Gọi là đàn đúng thì còn phải to. Chắc chắn là nó. Thôi đi làm đi, đi. Đợi mày ấy. Đàn đúng thì còn phải to. Đợi mày ấy. Em thấy đường người kẹt kẹt kia quay quay ông kia view đẹp. Thôi đi. View à. View đẹp. Này, view mày đẹp. Mà không đi giải quyết nỗi buồn mày làm sao? View đẹp thoáng mát. Hả? Thoáng mát đấy. Đúng rồi. Thế bây giờ anh có đoán chắc là anh không đi không? Đây đây này nhỉ. Vừa. Con kia ơi, con. Ăn vừa thôi bạn ơi. Đưa đây mình lấy cho. Đấy kìa. Ủa, con rắn có gì ấy? Vừa chạy rồi. Đây đâu cậu kia đây kìa. Ua. Cái đây luôn bạn ơi. Mấy con lên định rồi các bạn ạ. U. Đây luôn các bạn này. U. Là vô rừng nha các bạn. Wow. Bên này cũng đầy ấy. Chà. Wow, nhiều nhờ. Từ đây bạn đây. Bạn đừng có ăn. Ăn chết đấy. Ủa bên này nhiều nữa các bạn này. Rất nhiều luôn. Mình gần tới đỉnh rồi các bạn ơi. Trên kia có một cái đền nhỏ nhỏ thì mình để cầu nguyện ấy. Thì mình lên mình quay cho các bạn xem nhá. Ồ. Cái cờ chi này. Cái gì? Hết quay lại hai em. Wow ơi.
Con này dùng con nắp ấm không mấy các bạn này. Đây này. Đấy, này. Đấy, đợi lại luôn. Gần lên tới đỉnh rồi. Đây, có cơi to luôn này. Em ôm có thể được đói không? Em ôm anh thì em ôm. Cơi to này. Wow. Cơi to cực luôn này. Em không ngờ cái mồm anh nó to vậy đấy. Mồm đính ra để ăn mà ôm bên kia còn cơi to luôn các bạn ơi. Cơi này có lẽ tầm 100 năm về trước rồi. Chỗ này hình như có con dứa đào này. Con dứa đào luôn đấy. Con dứa đào ấy. Đây này. Ok, và bây giờ mình cùng lên tới đỉnh nhé các bạn. Đây gần đến đây này, Takakusa Sancho này. Gần lên tới đỉnh rồi. Và cuối cùng mình cũng lên được. Nói chung rất là mệt các bạn ạ. Hồi đó gối coi nó bị chặt các bạn này. Đây này. Thì nó môi rồi. Coi này gọi là lâu lắm này. Nhờ. To. Mà leo cũng thấy có phải chắc là gần gì nó nổi lại này, phải hơn thế này. Ờ, rồi lẫn định rồi anh em ơi. Ủa môi gì đấy, suy nghĩ về lửa. Anh em mình đang lên đến đỉnh các bạn ơi. Wow. Cuối cùng mình cũng lên đến đỉnh các bạn ạ. Đây này. Wow, rất là tuyệt vời. Ở đây này thì nó ghi những loại chim quý ở đây này các bạn. Đây này. Và cái nó núi cao 502m các bạn ạ. 502m soi mặt biển nhé. Trên này có một cái chùa nhỏ các bạn này. Thì đây nó we'll be right back.
đây thì mình đã leo núi thành công các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ về nhé các bạn. Thì trên đường về mình có hoa quả nào mà mình ăn anh được. Anh yêu ấy. Anh nhanh lên. Thì mình sẽ quay cho các bạn nhé. Anh yêu. Bà yêu mẹ mồm đi. Giờ về khỏe hơn đi leo lên các bạn ạ. Lạ thật luôn ấy, mình đi leo lên mình về khỏe. Cái bạn áo đỏ kia đi lên thì nói chung mặt không cảm xúc, nhưng khi về mặt tươi như hoa. Sắp được về nhà rồi. Sắp được về nhà ngủ rồi sao ấy. Từ trước thì mình thấy một quả du rừng rất là to tầm con út ấy. Thì mình thấy sụt xuống như nó có nhé. Thôi đừng bị anh. Mẹ đi. Đây là cái gì nhỉ? Nắp ấm á. Nắp ấm ấy. Ủa được, trong này giống giống nhiều cái loa ấy nhỉ. Tại sao vậy? Rồi. Chịu khỏe không? Sí. Wow, trời ơi, trong này nhiều này. Khiếp rồi. Rất là nhiều các bạn rồi. Thôi giờ mình về nhá. Wow, bên kia nhiều lắm. Cuối cùng thì mình cũng đã về gần đến nhà rồi các bạn ạ. Thì tầm còn 10 phút là về đến thôi. Thì mình cảm ơn các anh em đã xem clip của mình nhá. Từ trước tới giờ. Đấy. Thì nãy giờ mình quay thì mình chỉ quay cốt là nó núi chính thôi. Trong đấy có hoa quả nào ở bên trên này thì mình quay cho các bạn xem. Đấy. Và bây giờ thì mình sẽ kết thúc video ở đây nhá. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình và ủng hộ mình, kênh của mình trong những thời gian qua ấy. Nói chung là cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nhé. Bye bye.